Xin giới thiệu với các bạn kèo 4.5 bên 4 gồm Nít Savan, C, No và Hiếu Cá. Bên 5 gồm có Danh Hòa Lạc, Nhẹ, Chuyển, Nhân Nhỏ và Libero Quý, điểm 0-0. Điểm 1-0. Điểm 1 đều. Điểm 2-1. Điểm 3-1. Điểm 2-3. Điểm 3 đều. Điểm nhiều. Bởi vì điểm không lo kiếm điểm điểm. Điểm 4-3. Điểm 4 đều. Điểm 4 đều. Điểm 5-4. Điểm 5 đều. Chào nãy giờ mấy cái bóng mà giao ra ngoài 4-5 trái. Điểm 6-5. Điểm 6 đều. Điểm 7-6. Oh,
Điểm 86. Điểm 78. Điểm 97. Điểm 89. Điểm 9 đều. Điểm 19. Từ sáng giờ thấy đường trái quá đã luôn đó. Điểm 10 điều. Điểm mà nó rơi. Điểm 11 10. Mình khó chịu ha. Điểm 11 điều. Điểm 12 11. Điểm 13 11. Tốt. Điểm 12 13. Quýnh khó chịu lắm nhỉ.
Điểm 14-12. Điểm 13-14. Bám trắng vô đi, trắng tới trung tâm đi. Ai chú kia là xoay đúng không? Cô nó xoay cho mày ra đúng không? Điểm 14 đều. Vậy là mày có dễ ăn thiền đó Tắc ơi. Ăn quần nữa. Xin giới thiệu với các bạn set 2 kèo 4-5. Bên 4 gồm Nissavan, C, No và Hiếu Cá. Bên 5 gồm Danh, Hòa Lạc, Nhẹ, Nhân và Chuyển. Và Quý Libero. Điểm 1-0. Rồi cao đi. Cao gì đó. Không một đều hết. Một đều. Tốt quá. Tao bài. Điểm 21. Im lặng luôn á. Điểm 2 đều. Quýnh khó chịu, quýnh né tài hay. Điểm 32. Còn đó. Điểm gì tốt em với ta. Tao bài. Thủ tông. Điểm 3 điều không? Không có lưới sao đắt trời. Có đi sao bắt. Nên ai chậm thua vào đâu bọn nó quay tầm đúng không? Điểm 43. Nè, bám trắng vô nè. Bỏ vô đi quánh đi. Tao nè, điểm nè. Trời ơi. Bỏ đi. Điểm 4 đều. Vô ngoài chịu thôi sao. Lên. Lên rồi, bạn nhảy lên rồi. Tao làm xong rồi. Tao đi. Rồi.
Điểm 54. Té cái rồi. Điểm 5 đều. Cào xíu cá ơi, thấp rồi. Sao cào xíu cá? Điểm 6 năm. Nó bánh mười trái hiểu thủ tạo tám trái rồi. Điểm 6 đều. Mới 7 hả? 76. Điểm 86. Điểm 78. Tính đánh đi, có thua đâu. Điểm 97. Điểm 89. Điểm 18. Điểm 90. Điểm 11-9. Điểm 12-9. Điểm 13-9. Điểm
điểm 14-9. Điểm 10-14.